Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức nam nữ Phật tử gần xa. Đạo Phật qua mấy ngàn năm truyền thừa và phát triển bởi Thầy Tổ, giờ đây đã nhẹ nhàng êm ả, đi sâu vào đời sống của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã chứng minh tinh thần nhập thế của Đạo Phật với nền văn hóa truyền thống tổ tiên, như câu nói đất vua chùa làng phong cảnh bục, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa trong lòng người Việt từ lâu đã trở nên thân thương quen thuộc, hình ảnh ấy đã đi vào câu hò điệu lý, tục ngữ ca dao, nhắn nhủ những người con tha phương nhớ về tiếng chuông vang vọng khi mỗi sớm mai thức giấc, nhớ về nơi được gọi là cội nguồn tâm linh của quê cha đất tổ. Sáng nay ngày 13 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý, tại chùa Từ Ân, tọa lạc tại tổ 16 ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã long trọng trang nghiêm tổ chức lễ an vị khánh thành chùa Từ Ân và cúng dường trai tăng để đáp tạ hồng ân Tam Bảo, giáo hội, chính quyền các cấp, chư tôn đức tăng ni, Phật tử tín tâm gần xa đã hùng phước trùng tu ngôi Tam Bảo thành tựu viên mãn. Ẩn sau sự ồn ào của các khu công nghiệp thị xã Phú Mỹ là sự tĩnh lặng của một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh. Chùa Từ Ân được mọi người biết đến bởi công hạnh và đạo hạnh của vị ni sư trụ trì bình dị nhưng với trái tim từ bi, đã cưu mang hàng trăm trẻ nhỏ mồ côi, cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Bằng tình yêu thương, ni sư không chỉ nuôi dưỡng các em trưởng thành mà còn hướng dẫn chúng tu sửa và học tập theo giáo lý nhà Phật. Đó là ni sư Thích Nữ Minh Hải. Với tâm nguyện xây dựng ngôi Tam Bảo trang nghiêm cho ni chúng và Phật tử địa phương có nơi an tâm tu học, ni sư Thích Nữ Minh Hải đã phát nguyện trùng tu chùa Từ Ân từ năm 2012 đến nay. Công việc xây dựng trùng tu đã thành tựu viên mãn. Giờ đây, đạo tràng đã chìm ngập trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con vô cùng hân hoan và xúc động khi được cung nghinh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni không đề hà Phật sự đa đoan, đường xa cách trở, bỏ thời gian quý báu, xóa khoảng cách nghìn trùng, chấn tích quang lâm về ngôi Già Lam để chứng minh và tham dự lễ. Đúng 9:30, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư tôn đức tăng ni đã an trú trong chánh niệm. Ban cung nghinh đã dâng lời tác bạch cung thỉnh và rước chư tăng ni cùng quý đại biểu khách quý quang lâm lễ trường để chứng minh và tham dự đại lễ khánh thành chùa Từ Ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hội trường chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Quý ngài đã niệm Phật thay cho lời hứa khả mà quang lâm hội trường. Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Như Thị. Chúng con cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Chí Thành. Chúng con cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Viên. Chúng con cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thị Nhật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Nhật Hải. Chúng con cung thỉnh thượng tòa đạo hiệu Thích Phước Đạt. Trên bàn chứng minh thứ nhất. Bàn chứng minh thứ hai, chúng con cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Đạt, hòa thượng đạo hiệu Thích Chánh Kiến, hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Hải, hòa thượng đạo hiệu Thích Lệ Cẩn, thượng tòa đạo hiệu Thích Nhân Nghĩa, thượng tòa đạo hiệu Thích Nhân Trí, thượng tòa đạo hiệu Thích Nguyên Thái, thượng tòa đạo hiệu Thích Nhân Phước. Trên bàn chứng minh thứ hai. Dãy bàn
danh dự bên tay trái, từ trên hội trường nhìn xuống chúng con cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng. Dãy bàn bên tay phải chúng con cung thỉnh quý ni trưởng ni sư chư tôn thiền đức ni. Và dãy bàn danh dự từ trên hội trường nhìn xuống chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, để chuẩn bị bước vào chương trình chính thức trong lễ khánh thành sáng hôm nay, trong giờ phút này đoàn lân Tân Phước Đường sẽ chính thức biểu diễn cho sự kiện chúc mừng ngày hôm nay. Xin mời đoàn lân bắt đầu. Phật xin cảm ơn đoàn lân Tân Phước Đường. Oh!
Thank you.
Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, thành viên hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị khách quý đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử xa gần thân mến, sáng hôm nay ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý, nhằm ngày 13 tháng 12 2020, ngày tháng Kiết Tường, chùa Từ Ân long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Trước khi đi vào buổi lễ chính thức, cho phép con thay mặt ban tổ chức được thông qua chương trình như sau: niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự, dâng hoa cúng dường, diễn văn khai mạc, tặng hoa chúc mừng, báo cáo tiến trình xây dựng, phát nguyện của Phật tử, phát biểu của chính quyền, đạo từ của hòa thượng chứng minh, tặng quà lưu niệm, cảm tạ của ban tổ chức, phần nghi thức tôn giáo chính thức các ban khánh thành, cúng dường trai tăng hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, xin một phút lặng yên nghe lá thở. Trong trang kinh có nốt nhạc giao mùa, khoảnh khắc lắng động trong tâm hồn là cơ hội cho chúng ta kết nối từ trường tâm linh của mười phương chư Phật. Giờ phút này nơi hội trường của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể tất cả liệt quý vị hoan hỷ khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể liệt quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, kiến tạo tòng lâm
trang nghiêm tam bảo là bổn phận và hoài bão của những người xuất gia tiếp bước Như Lai Hoàng Dương Chánh Pháp. Ngôi chùa chính là đạo tràng tu học của chư Tăng Ni và Phật tử mười phương. Nơi nào có Phật Pháp thì nơi đó có chùa tháp, nơi nào có chùa tháp thì nơi đó có đạo tràng. Do vậy sự hiện diện của một ngôi chùa thật sự không thể thiếu đối với nơi nào có Phật Pháp và Tăng Ni tu học. Phật giáo du nhập vào Việt Nam ngót 2000 năm lịch sử và được truyền thừa bất tận cho đến ngày hôm nay. Nói đến Phật giáo là nói đến hệ thống triết học cao siêu huyền diệu, nhưng cũng uyển chuyển linh hoạt, thích ứng với mọi tầng lớp căn cơ. Nói đến Phật giáo là nói đến chất liệu từ bi bao la, vô cùng vô tận và trí tuệ sâu thẳm không ngần mé mà Đức Phật đã chứng ngộ qua quá trình tu tập tư duy thiền định của Ngài. Và một điểm nhấn không thể thiếu, khi nói đến Phật giáo, người ta nói đến hình ảnh của những ngôi chùa uy nghi trầm mặc giữa chốn núi rừng linh thiêng, hay những ngôi già lam cổ kính rêu phong giữa bạc ngàn xương đồng gió nổi, hay những ngôi tự viện nghi nga tráng lệ giữa chốn thị thành hoặc náo đông người. Dù hiện hữu ở đâu thì ngôi chùa vẫn mang lại sự bình an, thảnh thơi cho những ai tìm đến nó. Mái chùa nếp sống tổ tiên, ngàn năm một cõi linh thiêng nhiệm màu. Ngôi chùa là nơi nương tựa vững chắc cho đời sống tâm linh của nhân loại bao đời bao thế hệ, cũng là nơi truyền tải những bức thông điệp yêu thương cho cuộc sống. Phải nói đến sự hiện hữu của ngôi chùa là điều kiện không thể thiếu đối với đời sống, tinh thần và văn hóa của người dân Việt. Kính bạch chư tôn thiền Đức Tăng Ni, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, chùa Từ Ân tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do Ni sư Thích Nữ Minh Hải thành lập năm 1996. Lúc đầu chỉ là một âm tranh nhỏ bé, tạm bợ để che nắng mưa có chỗ tu học. Sau nhiều lần sửa sang tu bộ, nhưng cũng không thể nào chịu nổi với thời gian khắc nghiệt. Gần 30 năm, kiến trúc ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng, không có chỗ cho chư ni và Phật tử trở về lễ bái và tu học. Thế rồi, vào năm 2012, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ cùng các ban ngành chức năng cho phép trùng tu xây dựng chùa Từ Ân. Nhưng mãi đến năm 2013 mới chính thức động độ khởi công xây dựng. Xây dựng chưa đến đâu thì ni sư trú trì lại mang trong người một trọng bệnh, một lần nữa trọng trách lại đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của một ni sư chân chất quê mùa. Nhưng với ý chí và quyết tâm trùng hương tam bảo, ni sư luôn cố gắng hết mình, vừa lo xây dựng vừa lo bệnh tật vì thế hệ mai sau mà ni sư không bao giờ dùng bước. Thế rồi giờ đây niềm mong ước lại đến, một niềm vui xen lẫn nỗi niềm xúc động. Sau gần 8 năm miệt mài xây dựng, ngày đêm thao thức vật lộn với những khó khăn về kinh tế tài chánh,
nhờ hồng ân tam bảo, nhờ sự hộ niệm của chư tôn thiền đức tăng ni, sự quan tâm hỗ trợ của quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chánh quyền và sự phát tâm vọng mạnh của đàn na thí chủ và sự nỗ lực không ngừng của ni sư trú trì, giờ đây ngôi đại hùng bảo điện và toàn thể kiến trúc của ngôi chùa đã hoàn thành tráng lệ. Hôm nay lễ khánh thành ngôi tam bảo và đền trà tứ ân, ni sư trú trì long trọng tổ chức lễ khánh thành trong ý niệm hàm ân cao cả, đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, muôn hoa hiện hữu đẹp tươi sao bằng đức hạnh của người chân tu về chứng minh và tham dự lễ khánh thành chùa Từ Ân sáng hôm nay. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Như Thị, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trí Thành, thành viên Thường Trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trí Yên, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ Phật Giáo tỉnh Gia Lai. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Nhật, Ủy viên Thường Trực Ban Nghi Lễ Trung ương. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Nhượng Hải, Viện Chủ Chùa Hương Tích. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý của Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Giáo dục Tăng Ni, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo. Chúng con cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Đạt, trú trì Tịnh Thất Pháp Hoa. Chúng con cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Lệ Cần, Chứng minh Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Chánh Kiến, trú trì chùa Diệu Không tỉnh Bình Thuận. Chúng con cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tịnh Hải, trú trì Tịnh Thất Thái Hư. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhận Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoàng Pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nghiên Thái, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Về phía chư ni, chúng con cung kính được giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó Trưởng Phân Ban Ni Giới Trung ương, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Phân Ban Ni Giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhẫn Quang, Phó Trưởng Ban Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính được giới thiệu Ni sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhân, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Chúng con cung kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện cao quý
của chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni trú trì các tự viện cũng về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Về phía đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14 và phu nhân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Sáu, Phó Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Hòa, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học, Nghiên cứu, Nhân tài, Nhân lực. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hồ Hải Long, Tổng biên tập báo tạp chí Thương gia và Thị trường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài lực Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lại Đức Hồng, trợ lý tổng biên tập tạp chí Trưởng ban đào tạo phong trào Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Thị Tiết Hà, Trưởng ban Kinh tế tạp chí Thương gia Thị trường, Chánh văn phòng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội, Phân ban Tây y Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đoàn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhôm Nam Sum. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Thị Huấn, Trưởng Ban Kinh tế Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Phi Thanh Vân, Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Nhân tài Đức. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Tạo Tiến Phát, Phó trưởng Ban Đào tạo Phong trào Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài lực Việt. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Cư, Phó trưởng Phòng Nội vụ Thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban Điều hành Khu phố. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể cũng về tham dự trong lễ khánh thành sáng hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Và trước mặt chư tôn thiền đức tăng ni là quý nam nữ Phật tử các đạo tràng xa gần cũng về tham dự trong lễ khánh thành sáng hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, ba ngôi báu đẹp ở đời cho người hiến tặng sáng ngời phước hoa. Hoa có thể tô điểm cuộc đời và làm rạng rỡ cuộc sống. Mỗi đó hoa sẽ mang hạnh nguyện cúng dường đi khắp muôn phương, làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ngát hương hạnh phúc. Giờ đây các em dân hoa sẽ dâng những bông hoa tươi thắm lên chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể hội chúng, và chúc mừng một sự kiện trọng đại. Lễ dân hoa xin được phép bắt đầu. Oh.
tấm lòng thành, kính lạy Phật từ bi cứu thế, ơn đức cao xa đến đạo lành phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nào tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường, kính lạy Pháp là phương giải thoát, gương chân truyền y bát từ xưa. Nhất vận thánh bần tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con vui lạy hướng hoa, tỏa sáng mười phương quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị,
chúc mừng thành quả trang nghiêm, mở ra trang sử một thiên huy hoàng. Với tâm nguyện thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, ni sư trú trì luôn trăn trở về hoài bão của người xuất gia Thiệu Long Thánh chúng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Chính vì lẽ đó mà ni sư đã phát nguyện đại trùng tu lại ngôi già lam để làm đạo tràng cho tứ chúng nương tựa trở về tu học, để tỏ bày sự vui mừng phấn khởi trước những thành quả rực rỡ suốt những tháng ngày xây dựng vun đắp. Hôm nay là một ngày vui trọn vẹn với ni sư Thích Nữ Minh Hải trú trì, nhưng về bệnh duyên của ni sư không cho phép, thay mặt ban tổ chức xin mời sư cô Thích Nữ nhuận tình thay lời cho ni sư trú trì phát biểu khai mạc. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức ni, kính thưa quý cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử. Kể từ khi đạo Phật du nhập vào nước ta, đã sớm hòa mình vào nếp sống thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam, cho nên ở đâu có người dân sinh sống là ở đó có hình bóng ngôi chùa. Dân ta có câu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bắt nguồn từ ý nghĩa thiêng liêng đó, chùa Từ Ân ra đời không ngoài mục đích xây dựng nền tảng đạo đức, giữ gìn bản sắc dân tộc và làm nơi sinh hoạt tâm linh, ngõ hầu xóa đi những hệ lụy đau thương trong đời sống đời thường, mở ra một con đường an vui, hạnh phúc. Trải tháng năm nguyện cầu mong thành tựu, tam bảo viên thành giới định huệ trang nghiêm. Tổ ấn trùng quang là pháp sự am thiền, hầu tiếp nối tăng đoàn nguồn đạo mạch. Với tâm nguyện xây dựng ngôi già lam trang nghiêm cho ni chúng và Phật tử có nơi tu tập, sau hơn 7 năm nỗ lực thi công, ngôi đại hùng bảo điện chùa Từ Ân nay cũng đã viên thành. Nhớ lại những ngày đầu năm 1996, sau khi được sự chấp thuận của sư bà chúng con là cố ni trưởng Thượng Hạnh Hạ Thông, viện chủ chùa Linh Bửu, làng Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, sư phụ chúng con là Thị Kheo Ni Thượng Minh Hạ Hải được ra thành lập tịnh thất tu tập. Cùng thời gian đó, Phật tử Trần Thị Minh Nguyệt, pháp danh Minh Như, đã phát tâm cúng dường 2.000 mét vuông đất để xây dựng tịnh thất Từ Ân. Tịnh thất lúc đầu chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ, nhỏ hẹp, gồm một phần trước làm chánh điện thờ Phật, sau là phòng ở và nhà bếp. Năm 1996, sư phụ chúng con bắt đầu nhận nuôi đệ tử và thầy trò cùng nhau tu tập. Đến năm 2008, nhân duyên nuôi trẻ bắt đầu khi đứa trẻ sơ sinh đầu tiên bị bỏ rơi trước cổng chùa, được sư phụ đem vào nuôi dưỡng. Từ đó, mỗi năm chúng con lại đón thêm nhiều mảnh đời bất hạnh đến nương tựa. Với số lượng 32 trẻ em năm 2010 đến năm 2013 đã tăng lên là 151 em. Kể từ đây, tịnh thất Từ Ân cũng trở thành mái ấm tình thương chùa Từ Ân. Sau hơn 15 năm, ngôi tịnh thất đã xuống cấp trầm trọng, không còn đủ sức che nắng, che mưa. Nhớ những ngày nắng thì bỏng rát vì mái tôn lâu ngày đã hư hỏng nặng, còn những ngày mưa là ngập nước khắp nhà như bão lũ. Hơn nữa, số lượng các em xuất gia cũng như các em mồ côi cơ nhỡ cư trú tại tịnh thất ngày một tăng lên. Vì vậy, đến ngày 19 tháng 9 năm Quý Tỵ, sư phụ chúng con đã làm đơn xin phép được trùng tu ngôi bảo điện, xây thêm hai dãy nhà chúng.
Đến hôm nay thì ngôi bảo điện và một dãy nhà chúng đã hoàn thành. Tuy nhiên, còn một dãy nhà chúng, cổng chùa và nhà bếp sẽ được khởi công xây dựng trong tương lai. Vì vậy, chúng con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia hộ để những hạng mục tiếp theo sớm được viên thành. Kính bạch trên chư Tôn Thiền Đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng, dân cành sen thấm hương đưa, mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng hoa. Nam mô Đức Phật Thích Ca, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Sở dĩ ngôi bảo điện chùa Từ Ân được viên thành là nhờ ân đức của ba ngôi Tam Bảo, sự giúp đỡ của chư Tôn Đức Giáo Hội, sự nhiệt thành ủng hộ của chính quyền các cấp, cũng như sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử trong và ngoài nước. Từ nay về sau, để ngôi Tam Bảo được phát triển và thuận duyên trong mọi hoạt động Phật sự, thì chúng con vẫn rất cần sự gia trì của chư Tôn Đức chứng minh, sự trợ duyên của các cấp lãnh đạo đảng và sự đóng góp của thập phương bá tánh gần xa. Việc trùng tu Tam Bảo chùa Từ Ân được thành tựu trang nghiêm, thật chẳng có bút mực nào mà ghi hết công lao. Ni chúng chùa Từ Ân chúng con chỉ biết đốt nén tâm hương, đê đầu đảnh lễ, tri ân và cảm tạ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý lãnh đạo các cấp cùng các vị khách quý thành công trong công việc. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các gia đình Phật tử, ân nhân, quý mạnh thường quân được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và giờ đây chúng con xin được trân trọng tuyên bố lễ khai mạc các băng khánh thành chùa Từ Ân hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức xin cảm niệm và tri ân sư cô Thích Nữ Nhận Tình. Thay mặt cho ni sư Thích Nữ Minh Hải trú trì chùa Từ Ân vừa phát biểu khai mạc, xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, thể hiện tình cảm sâu sắc với ban tổ chức cũng như với ni sư trú trì, ngoài sự hiện diện thâm tình cao quý của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý quan khách, quý vị còn có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng trong lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Từ Ân ngày hôm nay. Vào giờ phút này, xin mời ni sư Thích Nữ Minh Hải trú trì chùa Từ Ân hoan hỷ trở ra phía trước để nhận lãng hoa đầu tiên của trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, phó trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa 14. Lãng hoa của ban Trung ương Đảng chuẩn bị. Xin tất cả hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là lãng hoa của kiểm tra Trung ương Đảng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Sáu, phó vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Lãng hoa của tỉnh ủy viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, vì sức khỏe của ni sư không cho phép nên mời ni sư trở về chỗ ngồi an tọa, và xin mời đại diện của chư ni Nhận Tâm,
nhân tình và nhân thiện đại diện cho chư tôn đức ni, đại diện cho người thầy của mình trở ra phía trước để nhận những lãng hoa tươi thắm. Và tiếp theo là lãng hoa của đoàn đại biểu quốc hội. Chúng tôi xin trân trọng mời ông Dương Minh Tuấn, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo là lãng hoa của ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Hòa, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo là lãng hoa của ban tôn giáo chính phủ. Tiếp theo là lãng hoa của ban tôn giáo chính phủ. Chúng tôi xin trân trọng mời ông Nguyễn Đức Dũng, phó viện trưởng viện chính sách ban tôn giáo chính phủ. Lãng hoa của phòng thương binh lao động chuẩn bị. Tiếp theo là lãng hoa của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin trân trọng mời bà Đinh Thị Trúc My, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lãng hoa của Viện Nghiên cứu Khoa học Nhân tài Nhân lực. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là lãng hoa của Viện Nghiên cứu Khoa học Nhân tài Nhân lực. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Tiếp theo là lãng hoa của công ty Nhôm Nam Sung. Chúng tôi xin kính mời Tiến sĩ Đoàn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Nhôm Nam Sung. Tiếp theo là lãng hoa của Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Xin với về cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là lãng hoa của ban giám đốc bất động sản Tào Tiến Phát. Chúng tôi xin trân trọng mời ông Lê Văn Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty bất động sản Tào Tiến Phát. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là lãng hoa của ban đại diện Phật giáo phường Mỹ Xuân. Chúng tôi kính mời Đại Đức Thích Nhận Thức, chánh đại diện Phật giáo phường Mỹ Xuân. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, thay mặt cho ni sư trú trì Thích Nữ Minh Hải, chúng tôi xin được cảm niệm và tri ân tấm chân tình của chư tôn đức tăng ni, quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền có những lãng hoa tươi thắm gửi về để chúc mừng trong lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, công ai đổ xuống đất này cho hoa tịnh độ ngày càng xinh tươi, công trình kiến tạo ngôi đại hùng bảo điện và các hạng mục được thực hiện xuyên suốt gần 8 mùa mưa nắng. Với bao công sức và tâm huyết của ni sư trú trì
và các anh em trong đội thi công đã hoàn thành. Chừng ấy thời gian không phải là dài, nhưng trong quá trình xây dựng, ngoài những thuận duyên cơ bản, có lẽ lúc nào cũng tồn động những khó khăn nhất định. Trong giờ phút này, để phát họa rõ nét tiến trình thi công tái thiết chùa Từ Ân, ban tổ chức xin kính mời sư cô Thích Nữ Nhuận Thiện báo cáo thành quả xây dựng chùa Từ Ân. Xin mời sư cô Thích Nữ Nhuận Thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử. Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức, các vị khách quý đại diện chính quyền các cấp cùng quý Phật tử thập phương về tham dự lễ khánh thành chùa Từ Ân. Con là đệ tử pháp danh Nhuận Thiện, xin thay mặt ban kiến thiết giới thiệu tóm tắt quá trình trùng tu chùa Từ Ân trong 7 năm qua như sau. Một, thứ nhất, con xin giới thiệu vài nét về chùa Từ Ân. Năm 1996, thầy chúng con là thầy Tỳ Kheo Ni Thượng Minh Hạ Hải được Phật tử hiến cúng 2.000 mét vuông đất để xây dựng tịnh thất Từ Ân. Tịnh thất lúc đầu là căn nhà cấp 4 đơn sơ, gồm một phần trước làm chánh điện thờ Phật, sau là nhà ở và nhà bếp. Ngày 9 tháng 6 năm 2010, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định công nhận tịnh thất Từ Ân trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, tịnh thất Từ Ân được chính thức trở thành chùa Từ Ân. Năm 2010, thầy chúng con đã mua thêm lô đất kế bên chùa có diện tích là 726 m² để xây dựng khu nuôi trẻ mồ côi với tên gọi Mái ấm tình thương chùa Từ Ân. Kinh phí xây dựng lúc đó gần 3 tỷ đồng. Đến năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thành đã ký quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội tại chùa Từ Ân với tên gọi là Trung tâm Nhân đạo Từ Ân. Thời gian này, chính quyền địa phương cũng cho phép trùng tu xây dựng lại tam bảo, nhưng vì không đủ kinh phí nên việc trùng tu chùa bị tạm hoãn. Bởi lẽ chi phí để nuôi dạy ni chúng và các em mồ côi vẫn là ưu tiên hàng đầu, nên mãi đến ngày 23 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tỵ, chính thức làm lễ đặt đá trùng tu chùa Từ Ân. Mục thứ hai là các hạng mục xây dựng. Kiến trúc chánh điện chùa Từ Ân được xây dựng theo kiểu truyền thống văn hóa Việt Nam với mái đỏ uốn cong. Chính giữa đỉnh nóc có bánh xe pháp luân và các góc lấy biểu tượng hoa sen làm trang trí chủ đạo. Ngôi bảo điện có diện tích 2.000 mét vuông, gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Tầng lầu là chánh điện gồm hai phần, phía trước là điện Phật, sau là hậu tổ và thờ linh. Tầng trệt là trai đường có sức chứa 500 tăng ni. Nhà chúng gồm một tầng trệt, một tầng lầu với tổng là 10 phòng, mỗi phòng có kích thước hơn 30 mét vuông. Về thiết kế công trình, do công ty tư vấn và thiết kế An Thái cúng dường, dưới sự chỉ đạo thi công của Đại Đức Thích Hạnh Đức, chùa Vĩnh Đức quận 2 và Ni Sư Thích Nữ Ngộ Mai, chùa Phật Minh Bến Tre, các tiểu tiết hoa văn mái chùa được thực hiện bởi các nghệ nhân đến từ Huế, cửa gỗ, bàn thờ gỗ do nghệ nhân Nguyễn Hữu Dương thiết kế. Điểm đặc biệt là hoa văn cửa sổ được sử dụng là hoa văn sắt, thay thế cho hoa văn phù điêu truyền thống bằng đất sét, giúp đường nét trông thanh mảnh và tinh tế hơn. Vâng, cuối cùng là tài chính trùng tu chùa. Tổng kinh phí trùng tu chùa Từ Ân là 28 tỷ 650 triệu đồng, trong đó 3 tỷ là chi phí xây dựng trung tâm nhân đạo Từ Ân, còn lại là chi phí xây dựng chánh điện và ni xá 1. Tài chính trùng tu chùa Từ Ân gồm có hai nguồn, bao gồm nguồn tài chính ban đầu là 2 tỷ đồng, còn lại là do Phật tử thập phương phát tâm hiến cúng từ năm 2013 đến tháng 12 năm 2020, ứng với các hạng mục xây dựng phần thô và các hạng mục trang trí mỹ thuật nội thất. Để có được chùa Từ Ân như ngày hôm nay,
là cả một quá trình dài nỗ lực của sư phụ trụ trì chúng con và ni chúng. Quan trọng hơn là nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, chính quyền các cấp cho phép cùng sự chung tay hỗ trợ của Phật tử trong và ngoài nước. Từ đây về sau, chùa Từ Ân đã đầy đủ pháp duyên để thực hiện mọi công tác Phật sự. Tuy nhiên, hiện tại cổng chùa, nhà chúng thứ hai và nhà bếp vẫn chưa hoàn thành. Các hạng mục này sẽ được khởi công xây dựng trong tương lai. Vì vậy, chúng con rất mong nhận được sự cầu nguyện của chư Tôn Đức chứng minh, sự chấp thuận của chính quyền các cấp cũng như sự ủng hộ của quý Phật tử gần xa để tâm nguyện của thầy trò chúng con sớm được viên thành. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ chư Tôn Thiền Đức Pháp Thể Khinh An Phật sự viên thành. Kính chúc các vị khách quý, đại diện chính quyền các cấp được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính chúc quý Phật tử thân khỏe, tâm an vạn sự, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức xin cảm niệm và tri ân sư cô Nhuận Thiện, thay mặt cho ni sư trụ trì cũng như ni chúng tại nơi đạo tràng chùa Từ Ân vừa báo cáo công tác thành quả xây dựng chùa Từ Ân. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, niềm vui nay mới vẹn tròn. Bao nhiêu gian khổ héo hon qua rồi, có lẽ không còn sự vui mừng lớn lao nào hơn khi nhìn thấy ngôi chùa sinh hoạt hàng ngày nay đã được xây dựng trang nghiêm mỹ lệ. 8 năm gắn bó trong quá trình xây dựng với bao tâm huyết và công sức phục vụ cúng dường, chắc chắn Phật tử đang có rất nhiều điều muốn bộc lộ để biểu hiện sự vui mừng và phấn khởi của mình. Trong giờ phút này, chúng tôi xin thân mời Phật tử thiện lành thay mặt cho tất cả quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng Từ Ân có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Xin mời Phật tử pháp danh thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa quý cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử. Hương khói trầm bay trước đạo tràng, lòng thành đảnh lễ Đức Từ Quán, hướng lên Tam Bảo thành tấm nguyện, Phật Pháp hoàn thắm đến mọi miền. Trong niềm Pháp lạc vô biên của ngày đại lễ khánh thành chùa Từ Ân, hàng Phật tử chúng con được thành kính cung nghinh chư Tôn Đức Quang Lâm chứng minh. Hân hoan chào đón quý quan khách và đạo tràng Phật tử về tham dự đại lễ. Thay mặt cho hàng Phật tử, chúng con xin gửi lời cung kính, vấn an sức khỏe đến chư Tôn Đức Tăng Ni và lời cầu chúc an lành đến chư liệt vị. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, hiện hữu nơi đây ngập nắng vàng, huỳnh ý rực rỡ ánh từ quang, vườn thiền tỏa ngát hương giới đức, tấm lòng hòa quyện tiếng chuông vàng. Chùa Từ Ân tọa lạc tại khu phố Mỹ Xuân, Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu gần 25 năm nay. Từ một ngôi tỉnh thất đơn sơ nhỏ bé được ni sư Minh Hải xây dựng nên, nhưng với tấm lòng từ bi bao la vô hạn, ngoài việc độ chúng tu học, ni sư còn dang rộng vòng tay để cưu mang và nuôi dưỡng cho hơn 150 trẻ em mồ côi cơ nhỡ và cụ già neo đơn. Đến nay, trải qua biết bao thăng trầm biến thiên của cuộc thế, tỉnh thất đã xuống cấp trầm trọng. Được sự cho phép của giáo hội, các cấp lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương,
ni sư đã chính thức trùng tu ngôi bảo điện để ni chúng và Phật tử chúng con có nơi tu tập lễ bái. Đây là một niềm hoan hỷ cho bà con Phật tử địa phương cũng như Phật tử gần xa. Từ đây về sau, ngôi chùa đã đầy đủ pháp nhân, pháp lý, mọi công tác Phật sự, sinh hoạt đã được thuận duyên. Chúng con thiết nghĩ, Phật Pháp xương minh do tăng gia, tăng già hoàng hóa, thiền môn nghiêm tịnh nhờ đàn việc phát tâm. Với nhiệm vụ thiêng liêng đó, chúng con, người góp công, người góp của, cùng chúng ta xây dựng ngôi bảo điện hôm nay. Nhìn ngôi bảo điện ngày một hoàn thiện mà lòng chúng con không khỏi xúc động. Đặc biệt là chúng con càng cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của Thầy chúng con là Ni Sư Thích Nữ Minh Hải. Vì Thầy đang mang trọng bệnh, sức khỏe ngày một yếu đi, lời vàng thức tỉnh hồn ngay, cho tâm con bỗng tràn đầy yêu thương. Nhờ Thầy dẫn lối đưa đường, con về bến giác Tây Phương gửi mình. Ngưỡng bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị, chúng con biết dù ngôi bảo điện đã hoàn thành, nhưng chùa chúng con lại cũng còn rất nhiều khó khăn trước mắt, vì nợ nần thì cũng chưa trả hết. Các hạng mục công trình như nhà chúng, cổng chùa, bếp vẫn còn dang dở. Các em nhỏ ngây thơ vẫn đang trong tuổi cấp sách tới trường. Nhưng với sự thành kính và tha thiết của người Phật tử ở nơi này, chúng con nguyện đồng lòng chung sức hộ pháp cho Thầy. Chúng con dù thiện diện duyên lo công tác Phật sự, đồng thời kêu gọi sự phát tâm hỷ cúng công đức của hàng Phật tử gần xa cho những công trình tiếp theo sớm được thành tựu viên mãn. Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng con đảnh lễ và cảm niệm ân đức của quý chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức tăng ni, các quý cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương cùng quý ân nhân Phật tử gần xa. Công đức đó thật vô vàn cao quý. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, nguyện cầu chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúng con cảm niệm tấm chân tình của quý cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và đạo tràng Phật tử gần xa đã dành thời gian vàng ngọc trở về tham dự buổi đại lễ hôm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, gia đình bình an, luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cảm tưởng của Phật tử thiện lành thay lời cho tất cả quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Từ Ân, cũng là lời hứa là sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để ngôi già lam Từ Ân này ngày một khang trang hơn. Kính bạch quý Ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, đời có đạo đời thêm tươi sáng, đạo có đời đạo mãi xương minh. Sáng hôm nay, đáp lại lời mời của ban tổ chức chúng tôi, quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền trở về nơi đây để tham dự, đó là thể hiện được tinh thần giữa đạo Pháp và dân tộc. Trong giờ phút này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Hòa, Phó trưởng Ban Dân Học Vận Tỉnh ủy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đôi lời phát biểu trong lễ khánh thành ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa Thượng Thích Như Thị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thưa các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Trị sự Phật giáo của thành thị xã Phú Mỹ, thưa quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư của các đơn vị
bạn có mặt trong cái buổi lễ khánh thành chùa Từ Ân hôm nay. Trước hết xin cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng như của Trung ương về dự cái buổi lễ khánh thành ngôi chùa Từ Ân hôm nay, được gửi lời chúc mừng tới ni sư Thích Nữ Minh Hải cũng như các sư cô và tất cả đạo tràng Phật tử của chùa Từ Ân. Chúng ta có một ngôi chùa khang trang là để làm nơi tu tập và thực hiện thuyện ý nguyện của mình. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cho... kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui mừng được chứng kiến một cái không khí khánh thành một cái ngôi chùa rất là khang trang, đẹp đẽ, có đầy đủ các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của tỉnh, của thị xã và của các nơi trong cả nước về dự và cùng chứng giám. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng cùng với chùa được chứng kiến sự có mặt của các đại biểu của Trung ương, của các cơ quan, các doanh nhân đã có mặt để chung vui với chùa hôm nay. Chúng tôi được biết chùa Từ Ân là một trong những ngôi chùa làm rất là tốt công tác từ thiện. Từ năm 2010, lúc chùa chúng ta đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng chúng ta cũng dành những cái tình cảm, những cái vật chất để chúng ta làm từ thiện và chăm lo cho những cái mảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn. Và hiện nay hàng năm chùa chúng ta thường xuyên nuôi từ 130 đến 150 trẻ mồ côi. Ngoài cái việc chăm lo các trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ, chùa còn thực hiện công tác thiện nguyện xã hội khác. Xin thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin ghi nhận và cảm thán cái tình cảm cũng như là cái sự đóng góp của ni sư trụ trì chùa cũng như là tất cả các Phật tử, các nhà hảo tâm đã cùng với chùa để chăm lo, cùng với chính quyền chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, những cái mảnh đời cơ nhỡ để giúp cho xã hội chúng ta ngày càng tốt hơn và thực hiện đúng cái ý nguyện của Thủ tướng Chính phủ là không để ai bỏ lại phía sau. Trước khi dứt lời, một lần nữa cho mặt tôi, sẽ phát tôi được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của thị xã cũng như các đại biểu của Trung ương, các doanh nghiệp có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm nay, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng, đại đức ni, đặc biệt là chúc ni sư Thích Nữ Minh Hải qua được bạo bệnh để tiếp tục làm tốt cái ý nguyện của mình, chúc cho công tác Phật sự của chùa ngày càng viên mãn và xin chúc cho tất cả quý đại biểu hôm nay có nhiều sức khỏe để chúng ta thực hiện tốt cái nguyện vọng của mình. Và xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm niệm và tri ân ông Phạm Hòa, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa thay mặt các ban ngành đoàn thể có đôi lời phát biểu rất chân tình trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, bước chân an lạc thảnh thơi, người về tứ tẩm tình thương cho đời. Trong giờ phút trang nghiêm và lắng động tâm tư này, toàn thể đạo tràng của chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để nghe những lời đạo từ cao quý của chư tôn trưởng lão hòa thượng trong ban chứng minh. Chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Như Thị, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quốc hội cũng như là ban kiểm tra đảng Trung ương, quý vị lãnh đạo của chính quyền, của các ban ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quý vị lãnh đạo chính quyền thị xã Phú Mỹ cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ khánh thành chùa Từ Ân hôm nay. Thưa quý vị, thường ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi rất là vui mừng được sự cho phép của chính quyền thị xã Phú Mỹ cũng như là
các ban ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho phép chùa Từ Ân là trùng tu xây dựng ngôi Đại Hùng Bửu Điện, và cũng như là ngày hôm nay là tổ chức lễ khánh thành để báo đáp ngôi Tam Bảo trong cái thời điểm dịch, nhưng mà quý vị cũng dành cái thời gian là giúp đỡ để cho chùa được tổ chức long trọng ngày hôm nay, cũng như là cái sự quan tâm tham dự chúc mừng của từ Trung ương Đảng cũng như là các ban ngành của tỉnh đã dành thời gian vừa tham dự hôm nay rất là long trọng. Đó là một cái chúng tôi ghi nhận cái công ơn của quý vị. Kính thưa quý vị, thời Đức Phật còn tại thế được sự là giúp đỡ cúng dường của trưởng giả cấp cô độc đã xây dựng cái tịnh xá kỳ viên để cho Phật là hình hóa độ sinh. Noi theo cái tấm gương của trưởng giả cấp cô độc mà tất cả mọi người con Phật từ mấy ngàn năm đến nay đều góp phần xây dựng trùng tu ngôi Tam Bảo để ta có nơi mà chư tăng ni tu học, cũng như là để cho hàng Phật tử đi lại tu hành. Một ngôi chùa hình thành là bớt đi một cái gánh nặng tệ nạn xã hội, tức là luôn luôn quý thầy cô hướng dẫn cho Phật tử địa phương luôn luôn lánh ác làm lành, sống có đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đó là một cái cơ sở đào tạo con người sống có đạo đức. Với cái tinh thần đó cho nên tại địa phương thị xã Phú Mỹ này, chính quyền và các cấp cũng như giáo hội đã cho phép ni sư Thích Nữ Minh Hải trụ trì chùa Từ Ân đứng lên xây dựng thời gian là 8 năm. Qua cái báo cáo trùng tu xây dựng vừa rồi, chúng tôi thấy rất thời gian rất là dài. Và đồng thời ngôi chùa Từ Ân này không những là nơi cơ sở hành pháp lợi sinh, mà còn là nơi mái ấm tình thương cho tất cả các con em cơ nhỡ trong xã hội. Hiện giờ là 150 em với một cái tâm huyết là phụng sự đạo pháp dân tộc, mà ni sư đã dành thời gian một phần là lo xây dựng kiến tạo ngôi Tam Bảo, một phần lo đời sống nuôi dưỡng cho tất cả các con em cơ nhỡ. Đó là một cái tâm huyết, một cái tinh thần rất là cao cả mà ni sư đã thực hiện tới một cái tinh thần là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Có một cái công đức, công trạng dài như vậy, lớn như vậy, cho nên có một sức người có hạn là ni sư đã bệnh. Đó là một cái thời gian mà ni sư dành cho công tác trùng tu xây dựng, cũng như là lo về mọi mặt vật chất cho đời sống các em cơ nhỡ. Có một cái tinh thần đó
thay mặt thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi rất là tán thán khâm khen cái tinh thần xây dựng tam bảo cũng như là làm công tác từ thiện của ni sư Thích Nữ Minh Hải trụ trì chùa Từ Ân này, có một cái tinh thần là luôn luôn phụng sự đạo pháp và dân tộc. Chúng tôi là rất là trân trọng và ghi nhớ cái công ơn của ni sư, và đồng thời với một cái tinh thần là hộ trì tam bảo, chư tổ có dạy tức là thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm, chư tăng thì có cái bổn phận là hành truyền cái giáo pháp. Thì qua cái lời báo cáo của chùa Từ Ân vừa qua thì công tác xây dựng trùng tu của chùa chỉ vừa mới có ngôi chánh điện, còn lại các cái hạng mục nữa. Cho nên do đó với một cái tinh thần là người Phật tử hộ trì tam bảo thì thay mặt thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi xin kêu gọi tất cả nam nữ Phật tử gần xa cũng nghĩ đến cái công trình xây dựng của chùa Từ Ân này, với để cho công tác trùng tu tiếp tục được hoàn thành trong khi ni sư trụ trì còn mang bệnh. Đó là một cái công tác rất lớn. Cho nên về tham dự cái lễ khánh thành hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thấy cái ngôi chánh điện và khung cảnh rất là trang nghiêm hùng tráng, và đồng thời đầy đủ chư tôn hòa thượng từ các tỉnh thành Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là quý vị lãnh đạo chính quyền trung ương đảng, các ban ngành, ban tôn giáo chính phủ, ban kiểm tra vân vân, cũng như là các ban ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ, cùng toàn thể nam nữ Phật tử xa gần về tham dự hôm nay. Đó là một cái niềm vui rất lớn để mà khích lệ cho ni sư trụ trì chùa Từ Ân được khỏe mạnh hơn. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức ni, thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị lãnh đạo chính quyền trung ương cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ được đầy đủ sức khỏe để phục vụ cho nhân dân, đem lại ấm no hạnh phúc trên con đường phát triển. Đồng thời kính chúc toàn thể nam nữ Phật tử được đầy đủ sức khỏe, gia đình được vạn sự an lành, tín tâm kiên cố, tâm Bồ Đề tăng trưởng. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni sư trụ trì cùng toàn thể ni chúng và nam nữ Phật tử đạo tràng Từ Ân của chúng con vô cùng hạnh phúc trước những lời đạo từ cao quý của hòa thượng trong ban chứng minh. Lời dạy ấy chúng con sẽ nhớ mãi để suốt đời xứng đáng là người con của Thế Tử Như Lai. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị, gửi đây một chút ân tình cho người ở lại dạt dào niềm vui. Sau đây là những tấm lòng của chư tôn đức tăng ni và quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền có những phần quà để gửi về chúc mừng trong lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện
chùa Từ Ân sáng hôm nay. Vào giờ phút này xin mời ni sư Thích Nữ Minh Hải hoan hỷ trở ra phía trước để nhận những phần quà từ các ban ngành của giáo hội và chính quyền. Và đầu tiên là phần quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con kính mời Thượng tọa Thích Nhật Nghĩa, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần quà của Ban trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ chuẩn bị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là phần quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Chúng con kính mời Thượng tọa Thích Nghiêm Thái, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ. Phần quà của Phân ban Ni giới tỉnh chuẩn bị. Tiếp theo là phần quà của Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con kính mời Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó trưởng ban kiêm trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần quà của cựu tăng Ni Sinh Hồng Lâm Thị Hòa, khó 1 và khó 2. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Tiếp theo là phần quà của cựu tăng Ni Sinh Tổng Lâm Thị Hòa, khó 1 và khó 2. Chúng con kính mời Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiền Tuận, Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nhận Quang hoan hỷ trở ra phía trước để tặng quà cho Ni Sư Trú Trì. Chúng con kính mời Thượng tọa Thích Thiền Tuận, Thượng tọa Thích Nhận Quang. Tiếp theo là phần quà của Ni Chúng Chùa Linh Bửu. Xin mời Ni Sư Thích Nữ Minh Hạnh đại diện cho Ni Sư Thích Nữ Đồng Anh cũng như Ni Chúng Chùa Linh Bửu. Phần quà của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời một vị đại diện của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa, phước đâu ta? Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và sau đây là những phần quà rất trân trọng từ đại diện của quý vị đại diện Trung ương Đảng. Đầu tiên là phần quà của Ban công tác đại biểu Quốc hội. Chúng tôi xin mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban công tác đại hội đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đại biểu Quốc hội khóa 14. Tiếp theo là phần quà của kiểm tra Trung ương Đảng. Xin chào quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Sáu, Phó Bộ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tiếp theo là phần quà Ban Tôn giáo tỉnh Chính phủ chuẩn bị. Chúng tôi xin trân trọng mời ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách Ban Tôn giáo Chính phủ. Tiếp theo là phần quà của báo Thương gia và Thị trường. Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Hồ Hải Long, tổng biên tập báo tạp chí Thương gia và Thị trường.
Xin mời ni sư trở về chỗ ngồi an toàn. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả lễ quý vị, vì thời gian không cho phép nên chúng tôi xin thay mặt cho ni sư trú trì chùa Từ Ân xin được thông qua chư tôn đức tăng ni và Phật tử có những phần quà gửi về trong chúc mừng khánh thành ngày hôm nay. Đó là phần quà của Thượng tọa Thích Thiện Nghiêm, đạo tràng chùa Phước Nghiêm, chùa Báo Ân, ni sư Tịnh Sáng Ngọc Chiếu La Di, Thượng tọa Thích Minh Đạo, chư tăng tập thành cổ từ chùa Huê Lâm Phú Mỹ, chùa Linh Sơn Bủ Thiền, ni trưởng chùa U Đàm, chùa Khánh Vân, đại đức Thích Thiện Đức, chùa Bủ Thiên Mỹ Xuân, gia đình Phật tử Nhuận Tâm Bình Thuận, chân đi khu vực Đại Tổng Lâm Phật Giáo, chùa Long Quang, sư cô chùa Long Hương, chư hình đệ Tịnh Xá Ngọc Thiền, chùa Bảo Hải, chùa Bảo Nghiêm, Tịnh Xá Ngọc Chu, Thiền viện Minh Đức Bà Rịa Vũng Tàu, tu viện Bát Nhã, chùa Hoa Nghiêm, chùa Huỳnh Kim, Tịnh Xá Ngọc Phước, chư tôn đức tăng ni khu vực Vạn Thiền Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Nhật, Thượng tọa Thích Nhận Phước, Hòa thượng chùa Giác Hoàng, chùa Thiên Tân, chùa Vạn Phước, chùa Pháp Quang, nhóm từ thiện chùa Hội Phước thành phố Bà Rịa, chùa Thiện Quang, nhóm thiện nguyện đào tạo từ xa khóa tư. Chúng tôi xin thay mặt cho ni sư cảm niệm và tri ân chư tôn đức tăng ni đã có những phần quà chúc mừng trong lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Ban thỉnh sư chuẩn bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị. Một hạt cát không làm nên sa mạc và một cánh én không làm nên mùa xuân. Sống trong đời sống cần có những tấm lòng để tô điểm cho cuộc đời thêm hương sắc. Lễ khánh thành chùa Từ Ân đến đây đã khép lại. Thay mặt ban tổ chức cũng như ni sư Thích Nữ Minh Hải trú trì, chúng con xin được đảnh lễ cảm niệm tri ân công đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni, đáp lại lời tha thiết thỉnh cầu của ni sư trú trì mà quý ngài đã trở về nơi đây để chứng minh và cầu nguyện cho pháp sự được thành tựu viên mãn. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an. Và chúng tôi cùng cảm niệm và tri ân quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, quý vị đã nhín chút thời giờ trở về nơi đây để tham dự. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị được nhiều sức khỏe để phục vụ cho tổ quốc và nhân dân. Đồng thời cũng cảm niệm và tri ân tấm chân tình của quý Phật tử xa gần, quý ân nhân, quý mạnh thường quân ngày hôm nay đã trở về nơi đây kẻ công người của để buổi lễ được thành tựu viên mãn. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia đình được chân cứng đá mềm. Kính bạch quý ngài, thưa toàn thể tất cả liệt quý vị. Trong khi tổ chức buổi lễ, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng không sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót trong khi hành lễ cũng như tiếp đón quý ngài. Ngưỡng mong quý ngài thì từ hoan hỷ cho toàn thể đạo tràng của chúng con được vuông tròn hiếu sự. Nam mô viên mãn tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Buổi lễ đến đây đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh quý ngài cùng toàn thể tất cả liệt quý vị khởi thân hồi hướng. Và sau khi hồi hướng, chúng con sẽ cung thỉnh chư tôn hòa thượng trong ban chứng minh, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng ni cung thỉnh quý ngài trở về nơi đại hùng bảo địa để chính thức các ban khánh thành và cử hành lễ cúng ngọ. Nguyện đem công đức này hướng về. Để đón thành Phật đạo, chúng con cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa,
quý ni trưởng ni sư chư tôn thiện đức tăng ni cung thỉnh quý ngài hoan hỷ trở về nơi đại hùng bảo điện để chính thức các băng khánh thành khai môn và niêm hương bạch Phật cử hành lễ sái tịnh. Ban chung cổ cử chuông trống bát nhã để cung thỉnh quý ngài quan long đại hùng bảo điện. Hương thơm thanh khiết kính dâng lên Tam Bảo Phật pháp tăng, sắc hoa ngọc lan tươi thơm, pháp cúng dường tỏa ngát mười phương. Thành tâm chúng con tha thiết hướng nguyện hộ pháp xương mình, độ chúng sinh linh đến nơi bờ giác, cùng khắp nhân gian thoát khỏi mê lầm. Tâm hương trong lòng chúng con xin phát nguyện cùng tiến tu, sắt son một lòng tin tâm hướng Phật Đà, tuệ giác bừng khai. Dù cho biết bao gian khó vẫn kiên cường tỏa sáng chân tâm, dẫu có phong ba sân si nghiệp chướng, lòng quyết nương theo Đức Phật từ bi. Kính lạy Phật đấng chánh giác, đại bi trí dũng thiên nhân sư. Kính lạy Pháp chân lý đạo vàng, trí huệ quang minh diệu pháp viên thông. Kính lạy tăng nghiêm trì giới luật, hạnh nguyện Như Lai hoằng pháp lợi sinh. Chúng con quy kinh chắp tay sen trí thành, lạy Thế Tôn cúi xin Phật quang chiếu sáng, đem pháp màu độ khắp trần ai. Niềm tin sống trong chánh pháp chân hòa, đạo lý yêu thương Phật pháp vô biên, an vui hạnh phúc gieo sắc quanh ta nụ cười thánh quang minh diệu pháp viên thông. Kính
lạy tăng nghiêm trì giới luật, hạnh nguyện Như Lai hoằng pháp lợi sinh. Chúng con quy kinh chắp tay xen chí thành lạy Thế Tôn, cúi xin Phật quang chiếu.